hộ, bảo bá, định giá mọi loại tiền. À, đúng rồi, chào anh em nhá, chào anh em nhá. À đúng rồi, hôm nọ em dọn nhà có nhặt được cái tờ 5 lít, nhìn series cũng khá là đẹp, anh định giá giúp em với được không ạ? Ui, tờ tiền này không những đẹp mà lại còn rất có giá trị em ơi. Tờ tiền này đáng giá từ tầm khoảng từ 300-400 nghìn em nhá. Anh em mình giao dịch luôn nhờ. Ui, đáng giá thật luôn vậy anh. Bảo bá, mua tiền đấy, định giá mua lại tiền. Anh bảo bá, em nghe nói anh định giá được mọi lại tiền. À, anh đây có chuyện gì đấy em? Em có quần chìm sơ đi số đẹp, anh định giá giúp em đấy. Ừ, quần chìm này của em á. Ồ, đúng sơ đi số đẹp rồi em ạ. Nhưng mà quần chìm này của em nó bị thủng mất một lỗ. Thế nên là anh chỉ trả em 50 nghìn thôi nhá. Anh em mình xem tiền luôn nhá. Bảo bá, vua vân què, định giá mua lại quần. Ôi bảo bá, định giá mua lại tiền. Ê, chào anh em nhá. Em có tờ tiền series số sảnh tiếng, anh định giá hộ em với. Tờ tiền là series này, đúng là series số sảnh tiếng rồi. Nhưng mà tờ tiền này là tiền giả nha em. Tờ tiền này anh định giá là vào tầm khoảng từ 5 đến 7 năm tù nhá. Bảo bá, định giá một lại tiền án tiền sự.